Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, cái cuộc biểu tình chống dư luận đặc khu và an ninh mạng đã xảy ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 vừa qua tại Việt Nam. Đó là một cuộc xuống đường có thể nói là chưa từng có từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi mà Cộng sản Hà Nội đã cưỡng chiếm miền Nam. Kính thưa quý vị, tại sao nói là cuộc biểu tình chưa từng có? Là bởi vì hàng ngàn, hàng chục ngàn người đã diễn ra không riêng ở Sài Gòn hay Hà Nội mà nhiều nơi khác, các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, gồm có Phan Rí, Phan Thiết hay Đắk Lắk, Cam Ranh và một số tỉnh ở miền Nam như là Mỹ Tho, Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai, vân vân. Cái biểu tình thể hiện cái lòng yêu nước, muốn bảo vệ cái chủ quyền của đất nước, không chấp nhận luật đặc khu, không chấp nhận cái luật an ninh mạng để có quyền tự do biểu đạt. Thế nhưng, thưa quý vị, cái cuộc biểu tình trong ngày 10 tháng 6 và sau đó nữa là ngày 17 tháng 6 đã bị Cộng sản Hà Nội đàn áp một cách rất dã man. Nhiều người đã bị bắt vào đồn hoặc là ở vào trại tảo đàn đánh đập một cách rất là dã man. Và sau đó thì rất nhiều người đã phải đi tù. Nó thể rằng cả trên 100 người đã phải đi tù sau cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 đó. Tuy nhiên, chưa đến độ như là ở cái sự kiện Thiên An Môn ở Trung Cộng. Tuy nhiên, để bảo vệ cái ghế của mình thì Đảng Cộng sản đã cố tình dập tắt. Mà như gần đây nhất chúng ta biết rằng Bí thư Sài Gòn là Nguyễn Thiện Nhân cũng cam kết với Trung ương rằng sẽ không để tổ chức biểu tình xảy ra. Kính thưa quý vị, bây giờ đã là ngày 14 tháng 5 năm 2019 và không bao nhiêu ngày nữa là đến tháng 6. Chúng tôi nghĩ về cái sự kiện đã xảy ra và chúng tôi được biết được rằng tới đây để giữ lửa cho cái phong trào 10 tháng 6 thì có tổ chức một cái buổi đồng hành với cái sự việc mà đồng bào đã thể hiện cái quyền biểu tình của mình. Thì chúng tôi mời quý vị nghe được chuyện giữa Nghi Lữ và kỹ sư Nguyễn Kiện. Anh có thể trình bày cho biết được rằng với cái sự việc đã xảy ra ngày 10 tháng 6 thì cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới, những người luôn hướng về quê hương, có cái cảm nghĩ, suy nghĩ gì và vì sao? Tôi được nghe nói rằng tới đây cũng sẽ tổ chức một cái buổi đồng hành với đồng bào trong cái sự kiện 10 tháng 6. Mời anh Nguyễn Kiệt. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Nghi Lự. Dạ, kính chào anh Nghi Lự cũng như kính chào cái đài Nét Việt cùng tất cả quý vị, các cô bác, các anh chị em trong nước và ngoài nước. Thưa quý vị, thì ngày 10 tháng 6 là một cái ngày mà chúng như anh Nghi Lự trình bày á, là cái ngày mà trong suốt 43 năm qua ở tại miền Nam cũng như hơn 70 năm ở tại miền Bắc là lần đầu tiên mà đồng bào của chúng ta đã xuống đường đông nhất và nhiều nơi nhất. Đây là một thể hiện một cái tinh thần mà đồng bào chúng ta chứng tỏ tinh thần yêu nước để mà chống lại cái luật đặc khu và chống lại cái an ninh mạng. Đây là thể hiện một tinh thần yêu nước của đồng bào của chúng ta để thể hiện qua cái cuộc xuống đường vừa qua của năm ngoái. Và cái ngày 10 tháng 6 cũng chứng tỏ rằng là cái người dân của chúng ta đã ý thức được chán ghét chế độ và ý thức rằng là ngày hôm nay Tàu Cộng đã bắt đầu xâm thực vào đất nước của chúng ta, và tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã lộ nguyên hình như là một Trần Ích Tắc của thời nhà Trần cũng như một người Lê Chu Thấn của thời Hậu Lê là thay sai băng nước. Và cái ngày 10 tháng 6 mà chúng ta thấy rằng là đồng bào hải ngoại của chúng ta đã tổ chức rất là nhiều cuộc biểu tình xuống đường cũng giống như những cái cuộc văn nghệ đấu tranh cũng giống như những cái cuộc đến để mà cầu nguyện cũng như ủng hộ tinh thần của đồng bào của chúng ta ở trong nước. Do tình hình trên mà chúng ta thấy rằng trong cái điều kiện của năm ngoái chúng ta thấy rằng là Tàu Cộng đã thể hiện trong suốt 20 năm qua đã có những cái gian tâm, có cái ý đồ bành trướng không chỉ Việt Nam mà toàn cầu. Mà do đó thì chúng ta thấy rằng trong cái tình hình thế giới là đã Mỹ tức là Hoa Kỳ đã cùng với Nhật, cùng với Ấn Độ, cùng với Úc đã xây ra một cái trục đó là trục Ấn Độ Thái Bình Dương gọi là Indo Pacific để mà ngăn cản cái sự bành trướng của Tàu Cộng ở trên không chỉ có Việt Nam mà ở cả toàn thế giới. Do cái ý thức trên như vậy thì chúng ta thấy thì rằng là ngày 10 tháng 6 là một cái biểu tượng chung mà của toàn dân của Việt, một ngày biểu tượng chung cho tất cả các cái đồng bào của chúng ta ở hải ngoại cùng đứng lên đồng yểm trợ trong cái công cuộc chung đấu tranh chung, đó là đánh Tàu ra khỏi Việt Nam, đó là làm sao thay đổi cái thể chế độc tài Cộng sản Việt Nam, tay sai băng nước, độc tài phi nhân bản, độc ác,
để mà một cái tương lai mới của đất nước của chúng ta, một tương lai không có còn cộng sản, không có còn tàu cộng, mà một tương lai Việt Nam tự do, độc lập, dân chủ cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Do đó cái ngày 10 tháng 6 là cái ngày mà anh em của chúng tôi, là cái ngày chúng tôi, một số anh em ở hải ngoại cũng như ở trong nước đã hình thành một cái phong trào chúng trong Cộng Minh Trướng, cùng hợp tác với một số anh chị em hoặc các hội đoàn khác để cùng tổ chức ở hải ngoại, ở tại ba địa điểm đó là Úc Châu, đó ở tại Mỹ Châu và ở tại châu Âu, để mà thể hiện một tinh thần chung. Và ngày 10 tháng 6 là một cái ngọn lửa chung, giống như một tinh thần của hội nghị Diên Hồng, mà tất cả toàn dân trong và ngoài nước, bỏ qua tất cả những dị biệt, bỏ qua tất cả những chính kiến, bỏ qua tất cả những cái khác biệt, để ngồi chung lại với nhau trong một tinh thần Việt, để cùng nhau cứu nước, để cùng nhau để mà đánh đuổi tàu cộng ra khỏi Việt Nam, để cùng nhau để mà giải thể cái thể chế độc tài, phi nhân bản, Cộng sản Việt Nam, để mà xây dựng một Việt Nam mới trong tương lai. Thưa anh Nghe Lữ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh Kiện, kỹ sư Nguyễn Kiện vừa nói chúng ta biết là để đánh dấu một năm cái sự kiện 10 tháng 6 đã xảy ra, thì tới đây phong trào chống tàu cộng bình trướng có tổ chức một cái buổi gọi rằng để hướng về, để nhớ về, để kỷ niệm một cái biến cố lịch sử đấu tranh của dân tộc vào ngày 10 tháng 6 2018 vừa qua. Cái mục đích thứ nhất là đánh dấu một năm cái cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 của đồng bào ở Việt Nam ở trong và ngoài nước, một biến cố lịch sử đấu tranh của dân tộc và cần giữ ngọn lửa đấu tranh này cho đến ngày thành công. Và cái thứ hai là mục đích thứ hai đó là kêu gọi cái lòng yêu nước của đồng bào hải ngoại để cùng đứng lên tham gia hỗ trợ cái công cuộc cứu nước. Thứ ba là ủng hộ yểm trợ đồng bào quốc nội trong công cuộc chống giặc xâm lăng, đó là Tàu Cộng và cái tập đoàn lãnh đạo tay sai bán nước Cộng sản Việt Nam. Cái điều thứ tư đó là đồng hành với những cuộc tổng biểu tình của đồng bào tại Úc Châu, Melbourne vào ngày 10 tháng 6 và tại châu Âu ở Paris ngày 8 tháng 6. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là muốn đánh động với dư luận thế giới về hiểm họa bành trướng của Tàu Cộng, và họ đã công khai nói rằng chủ trương một vành đai, một con đường, vân vân. Cái ý thức của Tàu Cộng muốn khống chế cả thế giới. Thưa với lại anh, thì anh có thể cho biết được rằng cái phong trào chống Tàu Cộng bành trướng đó có thuộc một tổ chức đảng phái nào hay không, và anh có cái điều gì để muốn cho mọi người khi tham gia họ không ngại ngần, và thưa anh. Dạ, cảm ơn anh Nghi Lữ. Thưa quý vị, thưa quý cô bác, anh chị em, phong trào chúng trong Cộng Minh Trướng là một phong trào của quần chúng, của tất cả những con dân Việt Nam trong và ngoài nước, có tinh thần yêu nước và có tinh thần ý thức rằng đất nước của chúng ta đang ở trong họa ngoại xâm, và trước mắt của chúng ta thấy rằng một cái thể chế độc tài đã cai trị đất nước của chúng ta ở tại miền Nam hơn 44 năm và ở tại miền Bắc hơn 70 năm. Đã làm cho đất nước của chúng ta tan hoang, và văn hóa suy đồi, xã hội càng ngày càng xuống cấp, và tất cả các lĩnh vực đã làm cho những người dân của chúng ta than hoang. Do đó cái vấn đề, cái nhu cầu của chúng ta là nhu cầu cần phải cùng nhau ngồi lại với nhau, cùng kết đoàn với nhau, cùng liên kết với nhau trong một tinh thần của hội nghị Diên Hồng, là không còn phân biệt Bắc Trung Nam, không còn phân biệt thành phần trong xã hội, không còn phân biệt trong vấn đề tôn giáo, không không còn phân biệt trong nước và ngoài nước, mà chúng ta cùng nhìn chung đó là tình Việt, tình yêu thương Việt, tình yêu thương của quê hương, tình yêu thương của Tổ quốc, để ngồi lại với nhau để mà chúng ta đi đến một mục đích cuối cùng, đó là đánh tàu ra khỏi Việt Nam, đó là giải thể cái tập đoàn lãnh đạo tay sai Cộng sản Việt Nam bán nước. Do đó tổ chức gọi là phong trào chúng trong Cộng Bình Trướng là một cái chủ sướng của một số anh em để đưa ra, và phong trào này không có lệ thuộc bất cứ một tổ chức đảng phái nào, không có lệ thuộc bất cứ một tôn giáo nào. Đây là một phong trào chung của toàn dân trong và ngoài nước, và cái sự đóng góp của tất cả quý vị, quý cô bác, quý anh chị em ở trong và ngoài nước, để cùng với nhau hỗ trợ nhau, cùng liên kết với nhau, cùng hợp tác với nhau, để chúng ta cùng bắt tay nhau, cùng đi với nhau, cùng chung hướng nhau và cùng hướng về Tổ quốc Việt Nam, để mà chúng ta thực hiện cái lý tưởng chung, đó là lý tưởng cứu nước mà cả bao nhiêu ngàn năm tổ tiên của chúng ta đã gây dựng, và bao nhiêu ngàn năm đã tổ tiên của chúng ta đã thực hiện cái công cuộc mà chống giặc ngoại xâm và chúng bọn tay sai. Thì lúc nào mà giặc ngoại xâm vào đất nước của chúng ta đều có lực lượng tay sai hết,
Cho nên ngày hôm nay cũng giống như vậy đó, là chúng ta có lực lượng Hòa Sâm và có lực lượng Tay Sai, làm Tay Sai bán nước cho cái lực lượng Hòa Sâm đó. Do đó cái nhu cầu trước mắt của chúng ta cần làm sao ngồi lại với nhau, đoàn kết lại với nhau để cùng cùng thực hiện cái mục đích chung. Và phong trào không phải của riêng ai, mà phong trào là của chung, của tất cả các mọi con dân Việt ở trong nước và ngoài nước, để cùng nhau hợp lực với nhau để mà chúng ta giải quyết đi hiện trạng đất nước ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi được biết được rằng ở tại Úc Châu thì cũng đồng hành với cái việc mà kỹ sư Quân Kiệm vừa nói, chúng tôi được biết được rằng sẽ tổ chức vào ngày thứ hai 10 tháng 6 2019, từ bắt đầu từ 11 giờ tại Federation Square ở Melbourne. Và ở tại Âu Châu thì sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy 8 tháng 6 2019, cũng bắt đầu từ lúc 11 giờ tại Monument des Trois de l'Homme ở Paris, thưa quý vị. Và ở Bắc Mỹ, nói chung là Bắc Mỹ chứ không phải là ở Nam Cali không, thì sẽ được tổ chức ở tại Vietnam War Memorial Lido Sài Gòn ở vào ngày Chủ nhật, từ bắt đầu từ 3 giờ chiều của ngày 9 tháng 6 2019. Vâng, thì với cái việc mà như kỹ sư Quân Kiệm vừa nói, chúng tôi được biết được rằng cái phong trào chống Trung Cộng bành trướng ở đây không phải là tổ chức đảng phái nào. Và trong cái buổi mà sẽ tổ chức tại Nam Cali tới đây thì chúng tôi được biết được rằng nó có những tổ chức đứng ra nằm trong ban tổ chức, như là Lực lượng Cứu Quốc, Liên minh Việt Nam Dân Chủ, Độc lập Dân Chủ, Cộng đồng Việt Nam Nam California, phong trào chống Trung Cộng bành trướng, vân vân. Thì thưa với anh rằng nếu có một điều gì đó anh có thể trình bày cái nội dung của cái buổi mà chúng ta sẽ tổ chức vào cái ngày 9 tháng 6 đó, cái nội dung các anh đã chuẩn bị như thế nào, và anh có điều gì để mời gọi đồng bào không riêng ở tại San Jose, ở tại Bắc Cali mà khắp nơi thế giới sẽ đến. Bởi vì tôi thấy rằng ở Nam Cali anh nói rằng đây là cái việc của Bắc Mỹ, thì thưa anh, đến nay những nơi nào đã có phản hồi với anh rằng họ đến với cái buổi này, thưa anh? Dạ, thưa, cảm ơn Nghi Lự. Trong cái tinh thần của ngày 10 tháng 6 cũng là một tinh thần của Hội nghị Dân Hồng. Những cái tổ chức mà chủ lực là cùng có bốn tổ chức, như là tổ chức Lực lượng Cứu Quốc, Lực lượng Liên minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ, Cộng đồng Việt Nam Nam Cali và phong trào chống Trung Cộng bành trướng. Ngoài ra thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã có khoảng chừng 20 hội đoàn lại ghi danh đồng tham dự, và chúng tôi cũng mong rằng là trong cái tinh thần của Hội nghị Dân Hồng đó, thì rất là mong mỏi tất cả các hội đoàn, tất cả các đoàn thể, tất cả các cộng đồng ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ này và ở bên Canada thì có thể là cùng tham dự ghi danh, tham dự với chúng tôi và cùng trong ban tổ chức với chúng tôi, để chúng ta cùng tổ chức chung cho cái ngày 10 tháng 6. Và chúng tôi có những cái có thể hướng dẫn những cái điều kiện để mà có thể là chỗ ở, và cái ngày thứ bảy là chúng tôi cũng có tổ chức một cái cuộc du ngoạn của tất cả các đồng bào ở xa về mà chưa biết ở khu Little Sài Gòn, thì sẽ có cái cuộc tham quan ở Little Sài Gòn, đồng thời có cái buổi là du ngoạn cái biển Huntington Beach, là một trong những cái biển đẹp nhất ở tại California. Cũng như ở bên châu Âu, hiện tại bây giờ là có 25 hội đoàn đã ghi danh cùng trong ban tổ chức cho cái cuộc biểu tình ở tại Paris. Có sự sửa đổi là thay vì họ tổ chức, anh em họ tổ chức vào ngày 8 tây tháng 6, thì họ sẽ tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày 9 tây tháng 6, tức là ngày Chủ nhật, vào lúc 2 giờ chiều ở tại cái quảng trường nhân quyền ở tại Paris. Thưa anh Nghe Lự, cũng giống như ở bên Melbourne thì cũng họ sẽ tổ chức vào, anh em họ sẽ tổ chức vào ngày thứ hai, tức là ngày 10 tháng 6 ở cái quảng trường liên bang ở tại thành phố Melbourne. Và ngoài cái phong trào chúng trong cộng bình trướng cũng có kết hợp với rất là nhiều tổ chức, rất là nhiều hội đoàn và cộng đồng ở tại Úc Châu để cùng tổ chức cho cái ngày tùng biểu tình ở tại Melbourne. Thưa anh Nghe Lự. Vâng, cái điều mà chúng tôi vừa đặt câu hỏi đó là anh đã có cái sự phối hợp với các hội đoàn rồi, nhưng mà chúng ta đã chuẩn bị cái nội dung nó như thế nào, rồi có được cái sự hỗ trợ của những vị dân cử người Mỹ gốc Việt hay là những vị dân cử để, bởi vì cái mục tiêu của chúng ta còn nói rằng để đánh động cái dư luận của thế giới nữa,
về cái hiểm họa bành trướng của Trung Cộng thì anh có thể cho biết được rằng cái nội dung chúng ta phải chuẩn bị một cách chu đáo như thế nào để chúng ta có những tiếng nói nhất định, đặc biệt là có cái sự có mặt của những người dân cử, thưa anh. Dạ, thưa anh Nghi Lự, cảm ơn anh Nghi Lự rất nhiều. Thì trong cái tinh thần chung, mà ngoài cái vấn đề mà chúng ta vận động kết nối của tất cả những người Việt trong và ngoài nước để trong cái vấn đề thực hiện cái mục đích chung của chúng ta là cứu nước, ngoài ra trung tâm chúng ta cái vấn đề vận động quốc tế, đó là điều mà một trong ba mặt trận mà phong trào chúng Trung Cộng mình chúng đưa ra, đó là mặt trận quốc nội, mặt trận hải ngoại và mặt trận quốc tế vận. Do đó cái ngày 10 tháng 6 sắp tới ở tại Nam Cali thì chúng tôi đang vận động, ngoài cái vấn đề mà chúng tôi mời các cái dân cử ở tại vùng Nam Cali đến để mà tham dự cho cái buổi chung, chúng tôi cũng có thể chúng tôi đã mời gọi tất cả những cái nhóm của là thứ nhất là cái nhóm cựu chiến binh Mỹ, tức là những cái người Mỹ mà đã từng tham chiến ở tại Việt Nam, điểm thứ nhất. Ngoài ra thì chúng tôi đã có gửi thư mời đến cho tất cả những cái tổ chức bạn, những cái cộng đồng bạn, đó là cộng đồng của người Philippines, cộng đồng của người Đài Loan, cộng đồng của người Trung Hoa, cộng đồng của người Campuchia và cộng đồng của người Tây Tạng. Thì chúng tôi trong những thời gian sắp tới sẽ có những cái hồi báo của họ, và đồng thời chúng tôi cũng giống như anh Nghi Lự nói là đây là một cái cuộc mà chúng ta cần thể hiện cho thế giới biết trong cái tinh thần của 10 tháng 6 của chúng ta, của người Việt của chúng ta. Do đó chúng tôi sẽ mời tất cả các cơ quan truyền thông quốc tế, tức là những cái đài TV, những cái đài radio của người Mỹ, người Hoa Kỳ, để họ có thể tới tham dự và làm phóng sự cho cái chương trình ngày 10 tháng 6 sắp tới ở tại Little Sài Gòn, thưa anh. Vâng, cái điều mà chúng tôi xin phép được đề nghị rằng ban tổ chức có nghĩ đến vấn đề là mời quý vị dân biểu liên bang, tiểu bang, vân vân để họ chứng kiến và chúng ta cuối cùng thì chúng ta có một cái thư kháng nghị như thế nào đó để chúng ta có thể nhờ họ chuyển đến Quốc hội Hoa Kỳ, vân vân. Những cái điều đó nó sẽ có những cái tác động nữa, thì các anh có nghĩ tới điều đó hay không? Dạ vâng, thì qua cái sự phối hợp giữa các anh chị em ở bên Úc Châu và anh chị em ở châu Âu và anh chị em ở tại Mỹ Châu, chúng ta đã có một cuộc gọi là những cái cuộc họp bàn chung, và chúng tôi đã quyết định đồng ý là sẽ có một cái bản tuyên bố chung của ba nơi, đó là Úc Châu, Mỹ Châu và châu Âu, qua ba văn bản tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt, để mà từ cái bản tuyên bố chung đó để cho người Việt của chúng ta trong và ngoài nước biết rõ cái ngày 10 tháng 6, và đồng thời cho những ngư nước quốc tế ở tại Úc Châu cũng như tại Mỹ Châu cũng như châu Âu sẽ biết được cái ngày 10 tháng 6 mà chúng ta tổ chức, qua ba cái văn bản bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt và bằng tiếng Pháp, một cái bản tuyên bố chung sau cái buổi tổ chức của chúng tôi ở tại ba lục địa, đó là Úc Châu, Mỹ Châu và Châu, thì chúng tôi sẽ có bản tuyên bố chung. Vâng, để chấm dứt cuộc nói chuyện, thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Kiện có cái lời gì để mà kêu gọi đồng hương khắp nơi đến với buổi tổ chức tại Mỹ, tại Nam Cali. Và cái thứ hai là cái việc mà chúng ta tổ chức để nhớ về một năm 10 tháng 6 2018 ở trong nước họ đã xuống đường biểu tình, và thậm chí rất nhiều người sau cuộc biểu tình đó họ đã bị khó khăn đời sống, họ bị thương tật và thậm chí họ còn đang đi tù, vân vân. Thì anh có điều gì anh nói với đồng bào, những người đã dấn thân, đã phải cam chịu những cái đòn thù của Cộng sản như vậy? Mời anh. Dạ, thưa cảm ơn Nghi Lự. Qua cái ngày 10 tháng 6 thì chắc chắn rằng là chúng ta biết rằng đã có rất nhiều đồng bào của chúng ta, có rất nhiều anh chị em, có rất là nhiều cô bác đã xuống đường và đã có những cái sự bắt bớ, có những cái sự đánh đập, có những sự tù đày. Đó là một sự hy sinh mà đối với chúng tôi cũng giống như những tất cả mọi người trong ngoài ngư một ngoài nước lúc nào cũng ghi ân cái chuyện đó. Đó là những sự hy sinh, đó là một sự khởi đầu trong cái cuộc chiến để mà chống lại giặc ngoại xâm và cuộc chiến để chống lại cái bọn tay sai bán nước Cộng sản Việt Nam. Thì chắc chắn là Tổ quốc lúc nào cũng ghi ân, Tổ quốc lúc nào cũng ghi nhớ, lúc nào nhân dân cùng lúc nào cũng 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 sẽ tri ân những cái sự hy sinh, những cái sự mà đã gọi là quyết liệt, đã có sự can đảm để xuống đường. Và trong tương lai sắp tới thì chúng tôi cũng rất là mong mỏi rằng qua những cái sự hoạt động chung của anh em của đồng bào hải ngoại để có thể hỗ trợ cho những gia đình, những anh chị em đã bị bắt
đã bị tù đầy và đã bị có những cái khốn khổ trong trong cái thời gian vừa qua sau cái ngày 10 tháng 6. Thì đó là những cái tâm niệm của anh em của chúng tôi, mong mỏi rằng sẽ làm được cái gì để đền đáp cho những cái sự hy sinh của các anh chị em, các cô bác ở trong nước trong thời gian vừa qua. Và một lời cuối cùng là ngày 10 tháng 6 là một biểu hiện chung cho tất cả mọi con dân trong và ngoài nước. Đất nước của chúng ta đang và đã mất dưới tay Tàu Cộng và đang bị cái sự hành hạ đày đọa dưới một cái thể chế độc tài Cộng sản Việt Nam. Do đó, với một ý chí chung, một trong tinh thần chung của Hội nghị Diên Hồng, cần có sự ngồi lại, cần có được sự đoàn kết và bỏ hết tất cả những gì biệt, bỏ hết tất cả những cái khác biệt của quá khứ xuất xứ để chúng ta ngồi lại với nhau trong một tình thương yêu chung, đó là tình Việt, để chúng ta khởi màn cho một cái một tương lai. Đó là tương lai là chúng ta cùng nhau bắt tay nhau, cùng nhau để đi, cùng nhau để hành động cho một cái con đường chung, đó con đường cứu nước và một Việt Nam mới, một Việt Nam mới. Đó là giấc mơ cho tất cả mọi con dân trong và ngoài nước. Giấc mơ đời mơ đó là không còn Tàu Cộng đến đến nước Việt Nam, không còn cái thể chế độc tài Cộng sản Việt Nam bán nước ở trên đất nước Việt Nam, và một thể chế tự do, dân chủ, độc lập, tự chủ cho toàn dân sẽ là một cái vườn hoa lớn của dân tộc mà chắc chắn rằng mọi người ai cũng mong muốn có điều đó hết. Và xin cảm ơn quý vị, quý cô bác, quý anh chị em và cảm ơn anh Nghi Lự.